Hôm nay, gia đình ông Hải mới có niềm vui khi bắt đầu thu hoạch vườn củ đậu 1 hecta đã quá lứa sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội. Tuy nhiên, quá trình thu hoạch phải đổ bỏ khá nhiều do củ đậu bị hư hỏng vì thiếu chăm sóc và không có người mua trong thời gian giãn cách. Đám dưới đó là mình bỏ trắng. Có đợt trước thì cũng có bán nai rai cho những người mà người ta từ thiện 10 tới 15 bịch đổ thứ thì ngày mình mót mót vậy thôi. Nhưng mà vào cái thời gian mà nó giãn cách xã hội nó quá dài, nó hao hư nhiều nên bà con lỗ không ra được. Dù thua lỗ nhưng may mắn có nơi thu mua đã giúp gia đình ông Hải gỡ gạc được phần nào vốn để có thể đầu tư sản xuất vụ tiếp theo. Những ngày qua, một số hộ trồng củ đậu ở đây cũng đã ra đồng thu hoạch sau khi địa phương vừa được nới lỏng giãn cách và các cơ quan chức năng của huyện Cẩm Mỹ đã tích cực tìm kiếm kết nối các kênh bán hàng giúp nông dân kịp thời tiêu thụ nông sản. Mình có liên hệ phòng nông nghiệp để hỗ trợ cho bà con dưới này thì mình mới biết về đây mình thu mua. Thì tương lai mình sẽ cũng muốn bà con ổn định cái vùng Cẩm Mỹ mình ở đây và Xuân Lộc thì mình cũng có dự định là sẽ làm cái hợp tác xã để cho bà con yên tâm mà để làm thu hoạch những cái sản phẩm của mình. Riêng ngành chăn nuôi, việc tìm đầu ra đang là bài toán khó vì không có nơi tiêu thụ. Hiện toàn huyện có khoảng 6.000 con dê đến tuổi xuất chuồng, ước tính trên 200 tấn, chưa thể bán. Đối với các hộ nuôi thủy sản và các vật nuôi khác, hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn khi chưa có đầu ra. Do thời gian chăn nuôi kéo dài, trọng lượng đã vượt quá quy định, đầu ra càng hạn chế. Vì vậy, nhiều hộ chỉ có thể cho ăn cầm chừng, không dám đầu tư vì sợ thua lỗ. Từ hồi dịch bệnh này, tình hình đầu ra của các loại chăn nuôi nói chung khó khăn. Nhất là nói về cá, thì nói chung là bà con nuôi hiện nay là cá cũng lớn cũng to rồi. Hơn 1 ký một con cá phi rồi là cá các loại. Thì là đầu ra rất khó khăn vì là không có khách hàng mua. Cho nên là vấn đề này thì là nghĩ là các nhà chức trách cấp trên tính toán để giúp đỡ bà con về thu mua cho bà con. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của huyện Cẩm Mỹ đã hỗ trợ giúp nông dân trong huyện tiêu thụ hơn 2,8 ngàn tấn nông sản. Trên địa bàn huyện còn tồn khoảng 500 tấn nông sản đang được tiếp tục hỗ trợ kết nối tiêu thụ. Huyện cũng đã xây dựng các đường dây nóng để người dân liên hệ phản ánh trực tiếp. Tiêu thụ những nông sản mà còn tồn đọng chưa giải quyết được trong cái thời điểm dịch bệnh bùng phát. Thì qua các cái kênh như là báo cáo nhanh về cái sản lượng tồn hàng ngày, hàng tuần ở phòng nông nghiệp, rồi tham gia đưa lên cái sàn giao dịch của cái diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản của Bộ Nông nghiệp, cộng với kêu gọi các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mà trước đây có mối quan hệ trong cái liên kết sản xuất tiêu thụ với huyện Cẩm Mỹ để tiêu thụ nông sản cho nông dân. Được công nhận là một trong 6 huyện vùng xanh của Đồng Nai, từ ngày 20 tháng 9, huyện Cẩm Mỹ đã thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách. Trước mắt, các cơ quan chức năng của địa phương tiếp tục tăng cường hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận các kênh tiêu thụ nông sản, góp phần giải tỏa ách tắc đầu ra. Mặt khác, để thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa khôi phục sản xuất, chính quyền địa phương bằng nhiều hình thức đã khuyến cáo bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, ký kết bao tiêu đầu ra lâu dài, bền vững để bà con yên tâm sản xuất, phục hồi kinh tế gia đình sau đại dịch.